từ 12 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng trên website của Vietcombank, góp phần giải quyết tình trạng khách hàng có nhu cầu mua vàng phải xếp hàng tại các điểm bán vàng miếng của ngân hàng. Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và xác nhận lịch hẹn. Lịch hẹn sẽ có thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng. Khách hàng không cần phải trực tiếp đến xếp hàng và lấy số giao dịch. Thời gian đăng ký mua vàng miếng là từ 9 giờ đến 16 giờ, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Vietcombank lưu ý, sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, ngân hàng sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo. Ngày 11 tháng 6, chủ đầu tư công trình tòa nhà câu lạc bộ golf trên đồi Cù ven Hồ Xuân Hương đã bắt đầu triển khai tự tháo dỡ công trình sai phạm gây tranh cãi nhất tỉnh Lâm Đồng trong hơn một năm qua. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 53 về việc thu hồi giấy phép xây dựng hạng mục 1 phần tầng hầm khối dịch vụ golf ký hiệu 01 thuộc tòa nhà câu lạc bộ golf. Đây là giấy phép đã được Sở cấp cho công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt vào tháng 1 năm 2023. Ngày 20 tháng 5 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có thông báo số 360 về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với chủ đầu tư của công trình này. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe nhập khẩu, trái ngược với doanh số xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, theo báo cáo vừa công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 5 năm 2024 đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4 năm 2024. Trong khi doanh số của xe sản xuất lắp ráp trong nước chỉ tăng 0,02%, thì doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 12% so với tháng trước. Theo các chuyên gia trong ngành, việc Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều FTA cam kết đưa thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0%, áp dụng cho xe đạt tỷ lệ nội địa hóa từ trên 40%, thay cho mức thuế áp dụng 50-70% giá trị xe như trước đây, là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ xe nhập khẩu vượt trội so với xe lắp ráp trong nước. Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam nhiều nhất, chiếm 75% thị phần, đang được miễn thuế nhập khẩu. Ngân hàng Thế giới WB ngày 11 tháng 6 đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu căn cứ trên dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ, song vẫn cảnh báo đà tăng trưởng vẫn yếu do nhiều yếu tố. Trong các dự báo cập nhật mới nhất, WB cho rằng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng 2,6%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố hồi tháng 1 năm 2024. WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ở mức 2,7%, tức vẫn dưới mức 3,1%, duy trì trong suốt một thập kỷ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019. Theo dự báo của WB, nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, tức tăng 0,9 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1, nhờ chi tiêu tiêu dùng và ngân sách chi của chính phủ tăng, trong khi nhập khẩu giảm. Với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, WB dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Song thể chế tài chính này cho rằng, kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ chậm lại trong năm nay do hoạt động trong lĩnh vực bất động sản suy giảm. WB dự báo các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức dự báo hồi tháng 1, song vẫn thấp hơn mức tăng trưởng trước thời kỳ đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất nước và kết nối tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng bất kể ngày thường hay là dịp cao điểm. Để kéo giảm ùn tắc, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cho khu vực này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án nút giao quy mô lớn. Với việc Nam Bộ đã vào mùa mưa, công tác thi công các dự án đang được tăng tốc để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình. Những ngày đầu tháng 6, trên công trường thi công hầm chui HC02 thuộc dự án xây dựng nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, hàng trăm kỹ sư công nhân tất bật thi công phần tường hầm đào đất, đóng cửa, lắp khung chống của các đốt hầm hở. Vào mùa mưa nên công tác thi công hầm gặp nhiều khó khăn do nền đất thấm nước bị bùn nhão. Mục tiêu hoàn thành gói thầu trong tháng 6, dự án đã huy động tối đa nhân công, máy móc, chạy đua thời gian để đảm bảo tiến độ. Hiện nút giao An Phú đã đạt khoảng 40% khối lượng.
Nhà thầu đang triển khai đồng loạt ở 8 cái đốt hầm. Trong đó có 3 đốt hầm kín và 5 cái đốt hầm hở. Hiện nay đối với nhà thầu CG1 đang Hải Đăng cũng như bên tổng công ty Tân Sơn đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cái tiến độ. Nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng là công trình trọng điểm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt trên cao nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và các trục đường lớn. Nút giao An Phú cùng với nút giao Mỹ Thủy cũng quy mô 3 tầng, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng là hai dự án giao thông rất được kỳ vọng để kéo giảm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kẹt xe quanh năm suốt tháng ở khu vực có cảng Cát Lái, cảng container quốc tế lớn nhất nước. Hiện, dự án nút giao Mỹ Thủy cũng đang chạy đua di rời giải tỏa để hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch vào cuối tháng 6 năm nay. Đường xá thì nó rộng rãi, thoải mái cho người dân thì nó rất tốt để đường đi cho người dân đi. Nó có lối đi, nó hẳn hoi, xe nào theo xe nấy thì nó rất là tốt. Đó là đồng dân rất là đồng thuận. Chạy đua với thời gian để tránh mưa bão, đảm bảo tiến độ, các dự án nút giao cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng tốc thi công để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực. Áp lực giao thông, đặc biệt là xe container với khoảng 22.000 lượt mỗi ngày qua đây, cùng lúc có hai nút giao lớn khá gần nhau trên cùng trục đường đều đang thi công, dẫn đến nguy cơ ùn tắc kép, làm chậm tiến độ cả hai dự án. Việc mà tổ chức đảm bảo giao thông là cũng phải có sự phối hợp rất chặt chẽ của công an và các đơn vị quản lý để cùng phối hợp thì mới đảm bảo được cái giao thông bình thường ở trên nút. Và tăng cường, tăng ca, tăng kíp. Bởi vì là có những giai đoạn mình mưa mình không làm được thì sau khi hết mưa phải bù vào các khoảng thời gian khác. Nút giao An Phú, nút giao hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Đến cuối năm này, nút giao Mỹ Thủy cũng sẽ hoàn thành. Thưa quý vị, những phiên livestream bán hàng có doanh số cả trăm tỷ đồng, tương đương với doanh thu của doanh nghiệp trong vòng một năm, đang trở thành xu thế bán hàng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Quản lý thuế đối với những phiên bán hàng doanh thu khủng như thế này thì sẽ ra sao? Những cá nhân tham gia livestream thực hiện nghĩa vụ thuế ra sao? Và đây là những vấn đề được dư luận quan tâm trước sự nở rộ của những phiên bán hàng trực tuyến triệu đô. Trong lúc nhiều doanh nghiệp sản xuất đang khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, thì nhiều người dân và cả giới chuyên gia thực sự bất ngờ khi thấy những phiên livestream bán hàng thu về cả trăm tỷ đồng. Tôi rất là ngạc nhiên khi thấy rằng là các ca sĩ, các nghệ sĩ có thể hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ qua cái kinh doanh đều là bán hàng online hoặc live stream v.v. Tất cả đều rất là phát triển. Tuy nhiên, cái số thuế mà chúng ta thu được từ những đối tượng đó như thế nào? Tôi chỉ nói một đơn giản như thế thôi, để chúng ta thấy rằng là quản lý thương mại điện tử nó khó khăn như thế nào. Vậy, việc thu thuế đối với hoạt động livestream bán hàng như thế nào? Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa rồi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đang quản lý và giám sát theo hai sắc thuế. Với cá nhân, nếu phát sinh doanh thu và thu nhập thì chịu thuế đối với thu nhập được điều chỉnh bởi luật thuế thu nhập cá nhân. Đối với trường hợp mà các cái hộ kinh doanh, gia đình, hộ kinh doanh đấy mà thực hiện cái hoạt động bán hàng này và có cái phát sinh doanh thu mà chúng ta vẫn gọi là hoa hồng bán hàng ấy, thì chúng tôi thực hiện cái quản lý và thu thuế theo cái quy định liên quan đến cái quản lý đối với hộ kinh doanh. Nếu mà hộ khoán thì nằm trong cái mức khoán để thu thuế. Nếu mà hộ có kê khai thì thực hiện theo cái hoạt động kê khai về thuế. Livestream bán hàng về cơ bản chính là tiếp thị liên kết khi người bán không trực tiếp bỏ vốn ra mua sản phẩm cũng như không cung ứng sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Nếu người bán hàng là cá nhân, sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức được nền tảng thương mại chi trả. Trong trường hợp mà cái khoản hoa hồng tiếp thị liên kết này mà được trả cho đối tượng là hộ kinh doanh hoặc là cá nhân kinh doanh, thì lúc này cái khoản thu nhập này được tính là thu nhập từ kinh doanh, và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mà thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì sẽ phải thực hiện khai nộp thuế với cơ quan thuế trên cái doanh thu và với cái mức thuế ấn định theo tỷ lệ. Và để mà phân biệt giữa hai này thì
các cá nhân cần phải tìm hiểu cũng như là căn cứ trên cái hợp đồng được ký kết giữa các bên để xác định cái loại hình kinh doanh của mình cho phù hợp. Hoa hồng bao nhiêu là do bạn deal với nhãn hàng. Ví dụ như là nếu mà hôm đấy bạn muốn bán giá siêu rẻ, bạn chấp nhận là ví dụ bình thường chiết khấu affiliate cho các bạn KOC như bên em làm là sẽ là khoảng tầm 15%. Nhưng bạn bảo là thôi bây giờ tôi không cần 15%, tôi muốn là khách hàng của tôi được mua giá rẻ hơn thì tôi chỉ nhận về hoa hồng 7-8% hoặc 10% thôi. Như vậy có thể hiểu, mức thuế đối với hoạt động livestream bán hàng được tính trên khoản tiền thực nhận từ các nền tảng. Bài toán của cơ quan thuế là làm sao để khoản thu nhập này được kê khai đúng đủ hợp lý để tránh thất thu cho ngân sách cũng như đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của người nộp thuế. Liên quan tới việc quản lý hoạt động livestream bán hàng, tại hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ các điểm nghẽn, đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tổ chức vào ngày 10 tháng 6. Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ, ban hành nghị định sửa đổi, nghị định số 123/2020/NĐ-CP, quy định về áp dụng hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ livestream, dịch vụ ăn uống. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, thương mại điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Bộ Công Thương là 20,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ đạt 30,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Từ đó đặt ra yêu cầu về quản lý thuế, quản lý về chất lượng hàng hóa, chống lừa đảo. Ngày 11 tháng 6, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody cảnh báo cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Pháp có thể ảnh hưởng tiêu cực tới xếp hạng tín nhiệm của nước này. Cơ quan này để ngỏ khả năng hạ mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm Pháp từ ổn định xuống tiêu cực nếu các biểu đồ nợ công của nước này tiếp tục xấu đi. Theo Moody's, cuộc bầu cử sớm ở Pháp sẽ làm gia tăng rủi ro cho quá trình củng cố tài khóa, gọi đây là điểm trừ khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Pháp, hiện đang ở mức AA2. So với Fitch và S&P Global, Moody's đang duy trì thang điểm tín nhiệm của Pháp cao hơn một bậc. Moody's nêu rõ, nguy cơ bất ổn chính trị được coi là một rủi ro tín nhiệm vì chính phủ kế nhiệm cũng sẽ tiếp nhận một trạng thái tài khóa đầy thách thức. Cơ quan này cũng để ngỏ khả năng hạ mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm Pháp từ ổn định xuống tiêu cực nếu các biểu đồ nợ công của nước này tiếp tục xấu đi. Moody's cũng cho rằng một khi cam kết củng cố tài chính suy yếu thì áp lực giảm năng lực tín dụng sẽ tăng. Moody's cho biết gánh nặng nợ quốc gia của Pháp đã lên tới hơn 110% GDP quốc gia, cao hơn các quốc gia khác có xếp hạng tương đương. Nợ công Pháp tăng gần như liên tục kể từ những năm 1970 do liên tục thâm hụt ngân sách. Đầu tháng này, S&P Global đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Pháp do những mối lo ngại như trên và Moody's cũng cảnh báo xuất hiện những dấu hiệu khiến cơ quan này có thể làm điều tương tự. Moody's nhấn mạnh triển vọng, đặc biệt là mức xếp hạng, có thể tiếp tục xấu đi nếu cơ quan này nhận thấy khả năng chi trả nợ của Pháp suy yếu nhanh hơn so với các nước khác cùng thứ hạng tín nhiệm. Moody's đánh giá khả năng chi trả nợ dựa trên tỷ lệ các khoản thanh toán lãi so với doanh thu thuế và GDP. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán Quốc hội tức Hạ viện và đề nghị tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Bầu cử Quốc hội Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 và vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 7 tháng 7. Từ nay đến vòng 1 của bầu cử Quốc hội, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, Tổng thống Macron đang phải đối mặt với các liên minh đối lập ở cả cánh tả và cánh hữu, trong bối cảnh giới phân tích cho rằng ván cược của ông Macron có thể đem lại kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 6, ông Macron đã loại trừ khả năng sẽ từ chức, bất kể bỏ phiếu ra sao. Ngành du lịch Cuba đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19 với lượng khách du lịch nước ngoài dần tăng. Thời gian gần đây, để thúc đẩy ngành này, Cuba đã triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút khách từ Nga và Trung Quốc là hai thị trường đông dân và rất có tiềm năng. Du khách người Nga Sergei Boyarishnik cùng gia đình thong dong đi bộ, ngắm những ngôi nhà, những con đường lát đá trong khu phố cổ ở La Habana, Cuba. Chúng tôi chọn Cuba vì đây là một đất nước tuyệt vời và người dân hiếu khách. Chúng tôi đã nghe rất nhiều về Cuba. Hai nước Nga và Cuba đã là bạn bè trong nhiều năm. Và nói thực là ở đây rất an toàn. Chúng tôi tới đây với gia đình và đang tận hưởng kỳ nghỉ. Nếu ai còn băn khoăn xem có nên đến hay không, thì lời khuyên là hãy đến Cuba. Cuba gần đây đã bắt đầu đưa ra các đặc quyền mới để thu hút những du khách như Boyarishnik từ các nước như Nga và Trung Quốc trong nỗ lực vực dậy ngành du lịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn kể từ sau đại dịch COVID-19.
Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều chuyến bay thẳng hơn và sẽ có cả những chuyến bay trực tiếp từ Nga và Trung Quốc tới Cuba, làm thay đổi tình hình hiện tại. Hoạt động du lịch ở đây đã chạm đáy. Lượng du khách bây giờ chủ yếu là Nga và Trung Quốc nhưng rất ít. Hồi đầu tháng 5, Cuba đã tuyên bố miễn thị thực cho công dân Trung Quốc nhằm đẩy mạnh ngành du lịch, tạo thuận lợi cho du khách đến Cuba. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đứng thứ 13 trong số các quốc gia là nguồn cung khách đến Cuba vào năm 2019, với khoảng 45.000 lượt khách mỗi năm. Quảng bá du lịch ở thị trường Trung Quốc là một phần trong chiến lược phát triển của Cuba, nhằm đạt được mục tiêu đón 3,2 triệu lượt du khách quốc tế năm nay. Trước đó, hãng thông tấn Prensa Latina cho biết, Trung Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm vé máy bay và khách sạn ở Cuba tăng 40% sau thông báo về miễn thị thực. Và gần đây là quyết định chấp nhận thẻ thanh toán Mir của Nga. Đây là loại thẻ mà nước này dùng để thay thế Visa và Mastercard. Và những thay đổi này đang mang lại tín hiệu tích cực. Truyền thông Cuba đưa tin, trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 66.000 người Nga đã đến thăm đảo quốc Caribe. Dù là con số vẫn khiêm tốn, nhưng đã gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, và dự kiến con số này sẽ còn tăng trong thời gian tới. Các lệnh trừng phạt của Mỹ do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đã làm giảm mạnh lượng du khách Mỹ đến quốc đảo này. Bên cạnh đó, lượng khách đến từ nhiều nước châu Âu cũng giảm và Cuba đang phải cố gắng để lấp đầy lỗ hổng này. Theo ước tính, năm nay Cuba sẽ chỉ đón được từ 2,6 đến 2,7 triệu khách du lịch quốc tế thay vì mục tiêu 3,2 triệu du khách đề ra trước đó. Thưa quý vị, một trong những nhà sản xuất bánh ú lớn nhất Trung Quốc đang cho thấy sự sáng tạo về hương vị và chiến lược tiếp thị sản phẩm của mình khi biến món ăn của một ngày lễ trong năm thành một hoạt động kinh doanh lớn và phát triển bền vững. Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch là một trong 4 ngày lễ lớn nhất của Trung Quốc. Vào ngày này, người dân khắp nơi tổ chức đua thuyền rồng và nhất định họ phải ăn bánh ú. Công ty này có trụ sở tại quê hương của bánh ú, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Mỗi năm, nhà máy của công ty sản xuất khoảng 400 triệu chiếc bánh, tương đương 1/3 tổng sản lượng bánh ú của cả nước Trung Quốc. Nhà máy đã hoạt động hết công suất trước lễ hội thuyền rồng. Dịp này, nhà máy sản xuất hơn 1 triệu chiếc mỗi ngày. Mỗi xưởng như thế này có khoảng 200 đến 220 công nhân. Năm ngoái, công ty báo cáo doanh thu hơn 2,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 358,72 triệu đô la. Thành công của công ty phần lớn là nhờ vào sự đổi mới, với ưu tiên hàng đầu là hương vị. Chẳng hạn, năm nay công ty đã tung ra món bánh ú theo phong cách Pháp. Vì năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp, chúng tôi đã làm việc với đầu bếp của một nhà hàng Michelin ở Pháp để tạo ra loại bánh ú rất đặc biệt. Trước tiên, chúng tôi ngâm gạo trong nước cốt nấm để gạo ngấm vị. Tất cả hương vị của nấm sau khi nấu chín đều được trộn với nước sốt mùi tây, nước sốt tỏi và nấm. Ngoài những hương vị mới, những năm gần đây, phát trực tiếp cũng trở thành động lực thúc đẩy doanh số bán hàng. Ngay phía trước trụ sở chính của công ty, các buổi phát trực tiếp liên tục diễn ra suốt cả ngày. Đích thân Phó Tổng Giám đốc công ty cũng tham gia để thu hút khách hàng. Cái hay của phát trực tiếp là có thể đích thân giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, đồng thời giới thiệu luôn phong tục lễ hội thuyền rồng, giới thiệu về văn hóa ẩm thực bánh ú lâu đời ở Trung Quốc và những câu chuyện khi chúng tôi xây dựng thương hiệu. Bánh ú là loại bánh nổi tiếng của Chiết Giang, đã trở thành biểu tượng của thành phố Gia Hưng. Năm 2023, sản lượng sản xuất của toàn thành phố đã lên tới 5 tỷ nhân dân tệ. Sự nổi tiếng của món bánh ú này cũng đang thúc đẩy các ngành khác như du lịch và văn hóa của địa phương. Từ 12 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng trên website của Vietcombank, góp phần giải quyết tình trạng khách hàng có nhu cầu mua vàng phải xếp hàng tại các điểm bán vàng miếng của ngân hàng. Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và xác nhận lịch hẹn. Lịch hẹn sẽ có thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng. Khách hàng không cần phải trực tiếp đến xếp hàng và lấy số giao dịch. Thời gian đăng ký mua vàng miếng là từ 9 giờ đến 16 giờ, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Vietcombank lưu ý, sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, ngân hàng sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.
Ngày 11 tháng 6, chủ đầu tư công trình tòa nhà câu lạc bộ golf trên đồi Cù ven Hồ Xuân Hương đã bắt đầu triển khai tự tháo dỡ công trình sai phạm gây tranh cãi nhất tỉnh Lâm Đồng trong hơn một năm qua. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 53 về việc thu hồi giấy phép xây dựng hạng mục 1 phần tầng hầm khối dịch vụ golf ký hiệu 01 thuộc tòa nhà câu lạc bộ golf. Đây là giấy phép đã được Sở cấp cho công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt vào tháng 1 năm 2023. Ngày 20 tháng 5 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có thông báo số 360 về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với chủ đầu tư của công trình này. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe nhập khẩu, trái ngược với doanh số xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, theo báo cáo vừa công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 5 năm 2024 đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4 năm 2024. Trong khi doanh số của xe sản xuất lắp ráp trong nước chỉ tăng 0,02%, thì doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 12% so với tháng trước. Theo các chuyên gia trong ngành, việc Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều FTA cam kết đưa thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0%, áp dụng cho xe đạt tỷ lệ nội địa hóa từ trên 40%, thay cho mức thuế áp dụng 50-70% giá trị xe như trước đây, là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ xe nhập khẩu vượt trội so với xe lắp ráp trong nước. Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam nhiều nhất, chiếm 75% thị phần, đang được miễn thuế nhập khẩu. Ngân hàng Thế giới WB ngày 11 tháng 6 đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu căn cứ trên dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ, song vẫn cảnh báo đà tăng trưởng vẫn yếu do nhiều yếu tố. Trong các dự báo cập nhật mới nhất, WB cho rằng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng 2,6%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố hồi tháng 1 năm 2024. WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ở mức 2,7%, tức vẫn dưới mức 3,1%, duy trì trong suốt một thập kỷ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019. Theo dự báo của WB, nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, tức tăng 0,9 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1, nhờ chi tiêu tiêu dùng và ngân sách chi của chính phủ tăng, trong khi nhập khẩu giảm. Với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, WB dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Song thể chế tài chính này cho rằng, kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ chậm lại trong năm nay do hoạt động trong lĩnh vực bất động sản suy giảm. WB dự báo các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức dự báo hồi tháng 1, song vẫn thấp hơn mức tăng trưởng trước thời kỳ đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất nước và kết nối tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng bất kể ngày thường hay là dịp cao điểm. Để kéo giảm ùn tắc, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cho khu vực này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án nút giao quy mô lớn. Với việc Nam Bộ đã vào mùa mưa, công tác thi công các dự án đang được tăng tốc để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình. Những ngày đầu tháng 6, trên công trường thi công hầm chui HC02 thuộc dự án xây dựng nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, hàng trăm kỹ sư công nhân tất bật thi công phần tường hầm đào đất, đóng cửa, lắp khung chống của các đốt hầm hở. Vào mùa mưa nên công tác thi công hầm gặp nhiều khó khăn do nền đất thấm nước bị bùn nhão. Mục tiêu hoàn thành gói thầu trong tháng 6, dự án đã huy động tối đa nhân công, máy móc, chạy đua thời gian để đảm bảo tiến độ. Hiện nút giao An Phú đã đạt khoảng 40% khối lượng. Nhà thầu đang triển khai đồng loạt ở 8 cái đốt hầm. Trong đó có 3 đốt hầm kín và 5 cái đốt hầm hở. Hiện nay đối với nhà thầu CG1 đang Hải Đăng cũng như bên tổng công ty Tân Sơn đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cái tiến độ. Nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng là công trình trọng điểm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt trên cao nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và các trục đường lớn. Nút giao An Phú cùng với nút giao Mỹ Thủy cũng quy mô 3 tầng, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng là hai dự án giao thông rất được kỳ vọng để kéo giảm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kẹt xe quanh năm suốt tháng ở khu vực có cảng Cát Lái, cảng container quốc tế lớn nhất nước.
Hiện, dự án nút giao Mỹ Thủy cũng đang chạy đua di rời giải tỏa để hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch vào cuối tháng 6 năm nay. Đường xá thì nó rộng rãi, thoải mái cho người dân thì nó rất tốt để đường đi cho người dân đi. Nó có lối đi, nó hẳn hoi, xe nào theo xe nấy thì nó rất là tốt. Đó là đồng dân rất là đồng thuận. Chạy đua với thời gian để tránh mưa bão, đảm bảo tiến độ, các dự án nút giao cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng tốc thi công để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực. Áp lực giao thông, đặc biệt là xe container với khoảng 22.000 lượt mỗi ngày qua đây, cùng lúc có hai nút giao lớn khá gần nhau trên cùng trục đường đều đang thi công, dẫn đến nguy cơ ùn tắc kép, làm chậm tiến độ cả hai dự án. Việc mà tổ chức đảm bảo giao thông là cũng phải có sự phối hợp rất chặt chẽ của công an và các đơn vị quản lý để cùng phối hợp thì mới đảm bảo được cái giao thông bình thường ở trên nút. Tăng cường, tăng ca, tăng kíp. Bởi vì là có những giai đoạn mình mưa mình không làm được thì sau khi hết mưa phải bù vào các khoảng thời gian khác. Nút giao An Phú, nút giao hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Đến cuối năm này, nút giao Mỹ Thủy cũng sẽ hoàn thành. Thưa quý vị, những phiên livestream bán hàng có doanh số cả trăm tỷ đồng, tương đương với doanh thu của doanh nghiệp trong vòng một năm, đang trở thành xu thế bán hàng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Quản lý thuế đối với những phiên bán hàng doanh thu khủng như thế này thì sẽ ra sao? Những cá nhân tham gia livestream thực hiện nghĩa vụ thuế ra sao? Và đây là những vấn đề được dư luận quan tâm trước sự nở rộ của những phiên bán hàng trực tuyến triệu đô. Trong lúc nhiều doanh nghiệp sản xuất đang khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, thì nhiều người dân và cả giới chuyên gia thực sự bất ngờ khi thấy những phiên livestream bán hàng thu về cả trăm tỷ đồng. Tôi rất là ngạc nhiên khi thấy rằng là các ca sĩ, các nghệ sĩ có thể hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ qua cái kinh doanh đều là bán hàng online hoặc live stream v.v. Tất cả đều rất là phát triển. Tuy nhiên, cái số thuế mà chúng ta thu được từ những đối tượng đó như thế nào? Tôi chỉ nói một đơn giản như thế thôi, để chúng ta thấy rằng là quản lý thương mại điện tử nó khó khăn như thế nào. Vậy, việc thu thuế đối với hoạt động livestream bán hàng như thế nào? Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa rồi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đang quản lý và giám sát theo hai sắc thuế. Với cá nhân, nếu phát sinh doanh thu và thu nhập, thì chịu thuế đối với thu nhập được điều chỉnh bởi luật thuế thu nhập cá nhân. Đối với trường hợp mà các cái hộ kinh doanh gia đình, hộ kinh doanh đấy mà thực hiện cái hoạt động bán hàng này và có cái phát sinh doanh thu mà chúng ta vẫn gọi là hoa hồng bán hàng ấy, thì chúng tôi thực hiện cái quản lý và thu thuế theo cái quy định liên quan đến cái quản lý đối với hộ kinh doanh. Nếu mà hộ khoán thì nằm trong cái mức khoán để thu thuế. Nếu mà hộ có kê khai thì thực hiện theo cái hoạt động kê khai về thuế. Livestream bán hàng về cơ bản chính là tiếp thị liên kết khi người bán không trực tiếp bỏ vốn ra mua sản phẩm cũng như không cung ứng sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Nếu người bán hàng là cá nhân, sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức được nền tảng thương mại chi trả. Trong trường hợp mà cái khoản hoa hồng tiếp thị liên kết này mà được trả cho đối tượng là hộ kinh doanh hoặc là cá nhân kinh doanh, thì lúc này cái khoản thu nhập này được tính là thu nhập từ kinh doanh, và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mà thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì sẽ phải thực hiện khai nộp thuế với cơ quan thuế trên cái doanh thu và với cái mức thuế ấn định theo tỷ lệ. Và để mà phân biệt giữa hai này thì các cá nhân cần phải tìm hiểu cũng như là căn cứ trên cái hợp đồng được ký kết giữa các bên để xác định cái loại hình kinh doanh của mình cho phù hợp. Hoa hồng bao nhiêu là do bạn deal với nhãn hàng. Ví dụ như là nếu mà hôm đấy bạn muốn bán giá siêu rẻ, bạn chấp nhận là ví dụ bình thường chiết khấu affiliate cho các bạn KOC như bên em làm là sẽ là khoảng tầm 15%. Nhưng bạn bảo là thôi bây giờ tôi không cần 15%, tôi muốn là khách hàng của tôi được mua giá rẻ hơn thì tôi chỉ nhận về hoa hồng 7-8% hoặc 10% thôi. Như vậy có thể hiểu, mức thuế đối với hoạt động livestream bán hàng được tính trên khoản tiền thực nhận từ các nền tảng. Bài toán của cơ quan thuế là làm sao để khoản thu nhập này được kê khai đúng đủ hợp lý để tránh thất thu cho ngân sách cũng như đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của người nộp thuế.